Em thấy không anh em, cái này là mình đổ cát này anh em, anh thấy rõ chưa? Cái này mình đây mà đổ cát rồi mình mới đổ cái cây mục lên rồi đó, ba đầu gâm mục rồi đó mình để lên nè, lá nhà mục mấy kia nọ mục không đó. Cái này mình làm cái này chòm cuối nữa rồi mình thấy là luôn là lắp luôn đó, mình không quay cho anh em coi nữa là mình làm như là gò luôn đó. Thấy xuống là gò đó, còn ngăn này cũng gò luôn rồi nè, thấy không, đổ cát nãy làm gò cho rồi đó. Nên thấy chưa, để là nhà một cây một này cái nọ để vô cái này nè, mình để cát rồi hoàn thành cho đó nghe nè. Đó anh em thấy chưa, mình để cát xuống này sâu lắm, dịu dịu dưới này nha, dịu dịu dưới luôn, thấy chưa, thấy sâu không, thấy dưới cũng còn cát nè, cát cũ nè ha. Còn sâu với hoài mất không tới, em thấy không đó, em thấy chưa, đó là cát đó ha, em gõ chưa đó, rồi mình sâu dưới tút dưới nữa lắp lại đi. Rồi đó nghe anh em, mình làm rồi đó, như vậy là mình làm cho anh em coi đó, mình đổ cát đó rồi mình ngưng luôn, tại giờ quá giờ ngưng luôn anh em ơi, để gọi đó nghe anh em, để cát rồi đó.